À, đây cái chuồng 1m2, chiều rộng là 1m2, chiều dài là 2m. Khi mình kéo ra thì nó sẽ tạo thành một cái giường như này. À, còn khi mình đưa lên đây sẽ tạo thành cái ghế. Cái này khung xung quanh này là hộp vuông 30-30, sơn tĩnh điện. Thế còn hai cái vai giường này là hộp 30-60. Cái này thiết kế có thể tháo rời ra được nhé. Ví dụ như mọi người ở xa thì khi mình ship thì mình sẽ tháo rời ra, tháo hai con ốc này, tháo rời ra. Thế còn ba cái vị trí mặt giường này có thể gấp gọn vào nhau được. Khi về thì mọi người chỉ được gấp gọn vào là được. Cái này phía trước là có một cái ngăn kéo này. Đấy, có cái ngăn kéo này. Ngăn kéo để đồ. Ở phía dưới ngăn kéo này nó có cái hèm này. Đấy, mình cầm tay vào đây, mình kéo ra kéo vào, rất là tiện, rất là nhẹ nhàng. Cái này là cái màu màu tối, màu gỗ ốc chó. Thế còn này, những cái người anh em nào mà muốn cái màu sáng hơn, ở đây có rất là nhiều màu cho anh em chọn. Màu vàng đậm này, màu vàng nhạt hơn này, hoặc là những cái màu tối hơn một chút cũng có. Màu này thì nó phù hợp với những cái gam màu nội thất ở trong nhà mà màu tối một chút. Cái này có thể ngủ được hai người, rất là chắc chắn. Sản phẩm này thì bên mình bao ship toàn quốc cho anh em nhé. Anh em nào mà có nhu cầu sử dụng cái giường gấp thông minh này,